Mà tại ít vì nhất là em nhìn là em sẽ hết hồn. Tại vì người ta design á, là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Đúng em không? em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá, hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá thì hại điện á. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rất tàn nát luôn. Ông mối sao người ta y vậy thôi, ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à? Cũng có rất mà da hay thật. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì cỡ Mizu, cỡ Mizu. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không, không cần, không cần đâu. Bình thường là được, chị chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều ấy. Ừ, thưa đừng chỉnh sửa tự nhiên, đúng không? Truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Thì nếu thì mà sao? Vậy em sợ em bị nép vế thôi chị ơi. Mi gì đây? Anh giúp em. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương. Bên này nghe em nói thì dạ, biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào? Em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu gì hết. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không, nhìn em yêu là được. Không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng mình đừng nói đẹp là không chung thủy. Cái đẹp như chị Hồng Vân á, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đừng nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời rồi cho được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Thích ăn gì đưa nè. Cho bạn trai ăn trước đi. Đó mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái. Ơi, bánh nhiều màu sắc đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, đi cho. Ăn gì nào? Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Cho em lấy cái này. Cái mà cốm, nhiều màu sắc cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy cái đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh phải lên để em lấy thôi. Có tới hai cái cốm. Em là gia chính mà. Rồi ăn đi xong rồi. Còn cái nữa được không? Kèo quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em, chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. À ở quận mấy Vũ? Dạ em làm ở nhà luôn. Ở quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của Trung tâm Tư vấn Du học Âu Mỹ. Oh. Dạ. Em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Hợp lý. Jessica hả? Tức là dạ, tên việc của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê là không có hợp khẩu vị của em. Thôi thôi. Dạ. Mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mới hợp đây. Trời ơi, không, chúng... tại vì ngon là được ạ. À. Tại vì em ăn thấy ngon vậy là được. Vậy là em được nói à. Mẹ em nấu không ngon gì? Không không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon ạ. À. Trời ơi. Dạ. Mẹ xem chương trình dạ, mẹ đừng có la con nha. khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi thì sao nè? Dạ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều á chị. Tối ngủ em hay bị nói mớ. À. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Cưng dạ. Ở đây không ăn mà hít không khí, không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm, mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon à. Trời ngon à.
anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á, thì anh có cho em cái địa chỉ đi rồi em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi được. Trời ơi. Ai như bà mối kia. Trời ơi. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã, từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Dạ, vậy là anh giỏi hơn em. Rồi, vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình sâu đậm nhất, một mối tình 8 năm. Mà em đã chia tay được 1 năm rồi. Thanh mai trúc mã luôn á. Lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À dạ. Vậy, hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Thôi thôi. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mới quen được có khoảng gần năm. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Giờ người ta đã có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình. Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình. Bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc là lành lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì ít nhất là em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá, hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá thì hại điện á. Dạ. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rất tàn nát. Ông mối sao người ta y vậy thôi, ông tưởng mặc đồ lành lặn à? Cũng có rất mà da hay thật. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì cỡ Mizu. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không cần đâu, bình thường là được, chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều ấy. Đừng chỉnh sửa đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Vậy em sợ em bị lép vế thôi chị ơi. Mi gì đây? Anh giúp em. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương. Bên này nghe em nói thì dạ, biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào? Em có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu gì hết. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không, nhìn em yêu là được. Không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Dạ. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Dạ. Cái này cũng tùy theo con người chứ mình đừng nói đẹp là không chung thủy. Cái đẹp như chị Hồng Vân á, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đang nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời rồi cho được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Thích ăn gì tôi nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó đưa. Mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái. Ơi, bánh nhiều màu sắc đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, cho ăn gì dạ, nào? Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Chị em lấy cái này chị. Cái mà nhiều màu sắc cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh Quyền Linh để em lấy thôi. Có tới hai cái cốm. Em là gia chính mà. Rồi ăn đi xong. Còn cái nữa được không? Không. Kèo quá. Đúng rồi, chúng ta phải đưa mình hết hộp á. Dạ. Thưởng thức đi em. Thưởng thức. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kem. Nhìn kem ngon quá. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa không? Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây anh bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó. Được, đàn trai chịu quá. Đó bên nhà gái tôi có quyền chậm.
em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Có thể là anh đó cao 1m8. Mấy? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Đúng rồi. Dạ 1m7 cũng được. Mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ đây. Mét rưỡi được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói 1m7 mà. Không, mà ý anh hỏi á là 1m5 được không? Cũng được, không sao được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe, thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Em nghĩ là anh... tóc anh nhiều. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng ta quần... sao đúng như ta. Quần jean rách. Không sao, cá tính. Tại em cá làm designer, tưởng em thích những cá tính. À, ngày hôm nay em có kế một cái này. Dạ. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Đó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hay hâm dọa anh. Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Anh à, em là một cô gái bình thường, nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiêu một tháng? Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiêu một tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu rồi. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Sao tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ. Thử thách này đã vượt qua. Vâng. À... cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em. Chào cô Hồng Vân và chú Quỳnh Linh và mọi người trong trường quay ạ. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Cho thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ, sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào? Con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa, rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi, thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết. Đó. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi. Chứ là mình không có lưu luyến. Còn về việc mình lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Thế thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì, như thế nào. Đó, à cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ họp với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế,
còn sân ở bệnh viện quốc tế. Rồi nếu mà học á, thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó là cũng là đam mê của mình. Nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ. Cảm ơn. Rồi cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với các bạn trong trường quay. Em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, nên cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi, cứ yên tâm về vấn đề đó, hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Mở rào. Tiến lên. Đứng lên nhận quà, trao quà. Nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại em mình tính mua hoa nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng tặng đó, đứng đó, bạn. Đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông, một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh, với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp, với lại có một cái tấm thiệp. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đi. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương, nếu em không ngại hãy để anh là mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy? Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh. Đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động. Và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, hồi nãy không nói. Đeo mắt kiến nhìn chi thức. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của là mình anh tìm là hiểu bao kỹ. Giờ lập gia đình? Không, dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á, thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Theo em á, thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Em đang sống ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em thuê nhà ở chung với chị. Còn ba mẹ em ở dưới ở Đà Lạt anh. À Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu, anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. À, tại vì hồi trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3, anh có đi đúng một lần rồi. Còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. Thường nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt, hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng rồi. Tại vì ngồi xe lâu mệt lắm. Dạ đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à? Chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Anh thì bình thường anh làm việc á, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim, với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh. Để lâu anh vô anh nghe. Em cũng hay dựng phim. Em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó, hoặc hát một bài nào đó. Em hát dở, em nhường bạn gái hát trước được. Em không hát được. Anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Thôi nắm tay cổ đứng lên đi cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi, không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay.
anh nắm tay kia được không? Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha em. Tí nữa bấm nút nha em. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt rồi. Rồi thôi mình nắm tay đi cưng. Nắm tay đi. Đó. Mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn.